Trân chào tất cả anh em, chào tất cả anh em đang xem trên kênh YouTube của Tuấn Trúc Tiên. Thì chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc hơn trong cái năm 2022 này. Thì sau những ngày ăn chơi cái Tết thì bây giờ mình lại triển khai công việc tiếp tục. Thì như mỗi năm thì mình đi là thường thường mình đi mùng 8 Tết mình đi, nhưng mà năm nay thì khác. Năm nay thì chuyển qua mình đi ngày mùng 10 ha. Thì ngày mùng 10 xuất hành và cũng là ngày sinh nhật của mình. Năm nào cũng vậy nên nói chung đến cái ngày Valentine hay là ngày lễ tình nhân, hay nói chung là những cái ngày lễ chi đó mà dành cho phụ nữ hay cho mình, bản thân mình đều không bao giờ là được thực hiện ấy, cho nên thì nói chung hơi buồn cái đó. Thì, mình để ý từ ngày xưa đến giờ luôn á, thì chưa có năm nào mà mình trọn vẹn mình ở nhà. Tại vì mình không phải là mình không muốn ở nhà, nhưng mà vì công việc, đánh chắc cái công việc, cho nên là những thiệt thòi nhất là những người vợ, những người vợ của những bất tài như mình, thì mình cũng chia buồn tới tất cả những anh em cùng cảnh ngộ, cùng có nghề cầm lái như mình, thực sự là rất thiệt thòi nè. Mình đi miết ngoài đường vì miếng cơm manh áo, thực sự là vậy. Thì mình không có thời gian chăm sóc con, kể cả là bài con học hay như thế nào đó, thì ở bên con, cái tuổi thơ con là hắn rất ngắn ngủi, hiểu không? Cũng như đời người vậy đó, nó ngắn ngủi vô cùng. Và bây giờ mình cứ đi mãi cho nên là không có thời gian là để mình lo cho con, cho cái, cho vợ, ở bên vợ, bên gia đình. Đấy là cũng ai cũng có cái tâm trạng như mình. Khi mình chạy xe đêm rồi mình suy nghĩ lại tại sao mình cái nghề này nó đúng là đi đây đi đó rất nhiều, đi cùng nơi cất xứ, nghĩa là cả nước đều đến đặt chân đến được. Thì nhưng mà ở trong gia đình thì ít khi nào mà đặt chân vào, thật sự là vậy. Mình cứ bông ba mãi ngoài đường, khi mình về nhà cũng vậy, về nhà mình cũng vòng vòng với xe với cồ, là mình không có về nhà, mình ít về nhà. Rồi mỗi lần mình về á thì mình về tí xong rồi mình lại lấy xe lại là mình để bảo dưỡng cái xe để cho tiếp tục cái chuyến hành trình tiếp theo của mình. Cho nên là lúc nào nếu bước vô ngày xe là phải xác định 100% là ở với xe, thật sự nè. Cho nên mình rất buồn là những cái ngày mà trọng đại, những cái ngày lễ của gia đình mình không ở nhà được. Đấy là cái chia sẻ của mình dành cho những bất tài cùng cánh ngủ của mình. Rất buồn hôm nay ngày sinh nhật mà vẫn phải đi làm. Không sao, muốn ổn định cuộc sống thì phải làm điều gì tất nhiên, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn buồn, đúng không anh em? Không biết anh em như thế nào, anh em có được những cái ngày đó không? Nhưng mà đối với mình thì không có cái ngày đó. Bởi vợ mình nói biết, vợ mình bảo cứ đến cái ngày đó là anh lại trốn tránh, anh không cái anh không có ở với gia đình và ở với mẹ con em kiểu vậy. Cái gì nó cũng được một cái, ở nhà thì không có tiền, mà muốn có tiền thì phải đi làm. Hôm nay mình đi chuyến hành trình ra Huế, mình đóng hàng ở Huế. Thì trong cái lúc đóng hàng á thì có cũng tậu cho mấy cái xe. Lúc mình vô đóng hàng thì cong mình, nó hôm trước mình đi một cá đó, cái nó bị thúi cái cong. Thì mình có quay được một cái cảnh là anh em cũng dây vô, và có điều là nó không, cái chỗ khó dây bên phụ rất khó dây, nhưng mà nó lại không cho
không cho mình dọc xuống bước xuống xe để xi nhanh những cái xe kia họ ra vô, tại vì ra phụ mà kể cả mình ra họ cũng không có ai xi nhanh hết, cho nên cứ lường chui vô. Bởi vậy nên xảy ra tình trạng qua quạt lúc nãy qua quạt thì cái xe kia có điện cho mình, nó nghe có xe nó bị quạt, hai cái xe 29 nó bị quạt, cho nên là quạt bể gương thì mình mới nói là theo kệ nó giờ sao giờ. Nếu để anh em tài xế họ ở ngoài này họ xin nhanh với nhau vô mà nó không cho bước xa, tại vì tình hình dịch bệnh, bây giờ dịch bệnh thì dịch bệnh sống chung với dịch, mà bây giờ mình ở ngoài này thì mình đâu có giao lưu với người trong nhà máy đâu, phải không? Mình đâu có chuyện trong nhà máy đâu, nhưng mà nó không chịu, nó bắt mình một hai ngồi xe này, bộ đồ mình cũng chưa cởi ra luôn. Cuối cùng mấy xe cũng qua quạt nhau thì chuyện bình thường nữa đây, cuộc sống là đi ra đường qua quạt với nhau chuyện bình thường, nhưng mà cũng vô lý một chỗ là ở trong đó có tài xế ở đó thì anh em họ hỗ trợ với nhau, họ xin nhanh cho xe, mà hắn không chịu là không chịu. Đó là ở cái chỗ nhà máy ở Huế, vô lý, mình thấy vô lý à, để xảy ra cái chuyện không hay đáng tiếc bẩn bực. Chuyến hành trình là đi vào thì có anh Thành đi với mình à, anh Thành học bàn thi bàn xong rồi thì bây giờ ra đi với mình thì để nói chung là trừ thì anh có bàn rồi thì nó rất dễ trong cái việc thả ra chạy ha, đi qua công an rồi này nọ thì mình không có sợ nữa, mình cứ thả cho ảnh đi, ảnh tự túc ảnh thì để ảnh ra nghề, tại vì ảnh cũng có tuổi rồi, ảnh lớn hơn mình, bao nhiêu à, ảnh sinh năm 82 mà sinh năm 87 thì lớn hơn tầm 5 tuổi ảnh 82-83 gì đó phải đó, cho nên là cái kiểu giờ cũng nâu nóng, mình vẫn biết ảnh cũng nâu nóng, muốn có cái nghề như vậy để ra bươn trải mà nuôi sống gia đình, tại vì vợ con ảnh và con bé cũng lớn rồi, cũng gần cũng khá lớn rồi, lớp 7-8 gì rồi, còn tu nữa thì cũng cần tiền để kiểu vậy. Nói chung này thì không đi làm cũng không chết, nhưng mà ở nhà nhiều cũng chết như vậy nè. Đó, chơi tạo điều kiện cho anh ra đi làm ha. Thì bây giờ chuyến hành trình này anh em theo chân mình để biết được trải nghiệm ha, chuyến đầu năm của mình. Chúc một câu nữa là chúc tất cả anh em một năm mới an khang thịnh vượng, để là comment chúc năm mới, chúc một năm mới an lành nha. Rồi chào anh em buổi tối. Lao rồi đi chạy lại ban đêm anh em. Mình nghỉ bữa hôm 22 Tết là mình về, mình nghỉ rồi, nghỉ lằng quằng sửa soạn xe cộ thôi, không có chạy nhiều, mình chạy lên quanh đó. Thấy bữa nay chạy đêm là thì mấy hồi về cứ ở đêm về ở nhà với vợ con, hồi bữa đi chạy lại chung cho nó mày buồn ngủ, mới chạy từ Đà Nẵng vô tới Tâm Kỳ đây buồn ngủ rồi. Để vô đón anh Thành ha, đón anh Thành mà mình đi lúc 9 giờ mà lại 10 rưỡi rồi, 10 rưỡi 10:25 rồi nè. Đó là nghỉ thời gian dài quá, chạy liên tục thì chạy được, nghĩa là chạy liên tục mình đi trên đường cái cũng quen con mắt. Thì anh em đa số những anh em mà đường dài thì như vậy, đi quen con mắt là cứ sáng 3-4 giờ về chạy, tối là tầm cả 11 giờ là ngủ rồi. Để dài chạy là ok đó, có liên tục được, nhưng mà bây giờ nghỉ ở nhà biết vậy, chạy cái thức đêm nó chảy nước mũi liền à. Đêm đào thôi chứ vài đêm nữa là không quen thôi anh em. Cái nghề nào đó, cái nghề mình chủ yếu là quen tay nữa, như da xe lùi xe rồi đó,
mà quen tay. Chứ còn mà ai cũng vậy, không có tài giỏi như thế cái này. Thì một công việc mà mình cứ làm đi làm đi lặp lại, làm đi lặp lại biết thì nó quen. Ví dụ như mình làm một công việc gì đó ở trong xưởng nhà máy ban đầu thì mình gặp khó khăn bỡ ngỡ, nhưng mà mình cứ đi làm liên tục hầu là tự nhiên quen cái tay, là không cần gọi là không cần nhìn vẫn làm xong như vậy. Biết anh Thành lên chưa? Nhà anh gần đây, nhà anh ở chỗ gần với đường Nguyễn Hoàng. Chưa lên. Mà không nghe. Thôi để sáng ngày uống. Nước thôi. Uống vậy thôi. Thử không? Không. Uống đi. Cảm ơn nghe. Cứ mỗi lần bọn mình tới là phải cho một bịch trà sữa. Bye bye, tạm biệt nha. Mỗi lần bọn mình tới là mình cho mình một bịch trà sữa nè. Thiệt khổ thiệt đó chứ. Sao uống miếng cho đỡ mất lòng. Chứ còn đêm đó mình uống biết à. Thôi qua làm luôn đi chứ nói gì nữa. Bữa nay bàn cấp có rầu. Để đây hư không ta? Đó, để lạnh lắm. Ok, uống mấy nữa là có hư sáu ngàn đổi. Đỡ tiếp. Không hư đâu, bà tôi lại lạnh nên không hư đâu. Em chắc đá đại mà. Không, chờ em đi vệ sinh xíu rồi. Rồi, ok. Từ coi đi có rớt không cái đồ họ gửi. Rồi ok không sao. Hả? Bạn để dưới không được. Cái tượng bằng đồng. Tượng chi đó mà bằng đồng mất đường nữa mình chưa coi kỹ. Thanh chưa ngủ à? Chưa, nói giờ ngủ sao luôn á. Tưởng ở nhà trả bài chứ. Cái hàng ngày 11 quá à. Bằng sáng điện thôi đây. Cái hàng ngày 11 quá à. Bằng sáng điện thôi đây. Không để bữa ra đường mua trả ra ngoài đó mà. Bà hãy ngồi đó, không có lo lý thuyết không? Không, thế hết mà. Thế à? Thầy muốn làm thì muốn làm được. Nhưng mà ấy là bữa bên đây có cái vụ chung được không? Không. Không chung lý thuyết được luôn. Thì không, thấy mấy thầy kiến không được đó. Để mai hồi hỏi ông thử chung được không? Có mấy đứa gửi rồi chung lý thuyết được thì vẫn. Tôi thấy lý thuyết dễ mà bạn. Không, cô
cua ấy lẫn giờ nó cũng đi làm nó nhát kiểu vậy. Công rớt tới rớt lui cực khổ chứ, nên chắc chắn nó bỏ tiền ra nó làm luôn cho nó khỏe. Giờ nó nói chung cũng có đường dài hết chứ mà mình không biết ra quá. Mình chưa biết thôi chứ, từ từ rồi cũng có hết. Thời gian nữa thông thả. Tài xế giờ đang thiếu hụt. Bộ tờ kêu đi. Hả? Hả tao người ta không biết nè. Hả? Đường hả đó. Đường hả kêu vô làm à. Kêu vô. Ấy ấy là nó kêu vô chạy xe đó hả? Chạy xe luôn. Nó vô làm với mấy kia ta? Làm Trường Hải, dạ Trường Hải thì làm công ty điện cố định. Mà trong nó chạy thời gian chứ không phải là như ở ngoài, ví dụ như chạy ngày 8 tiếng hay 12 tiếng gì đó. Thì thay ca. Chứ không như ở ngoài thì chạy liên tục. Thằng đang bơi đâu ta, chạy xuống đường biển về ta. Anh chạy vô, anh chạy đầu cái được, anh móc cái móc nó rồi anh lấy. Có nghe ơn chạy gì chạy đó? Vì hiện tại là cái FC cũng tả, xe cũng tả, FC cũng tiễn, xe cũng tiễn. Rồi B2 cũng tiễn. Có nghe chờ vô gặp cái gì chơi cái đó? Tại vì cũng dịch vậy á, tại vì nó sắp mà vẫn đông dịch. Muốn đông dịch. Trà My em bị nhiều rồi. Má kêu My xuống cùng hay nữa. Ngày hôm sau lấy bỏ hết trơn đi. Anh mua mà không chịu đi là lái băng keo không bịt miệng là anh chở đi luôn. Đi xét nghiệm á, mà má anh đi xét nghiệm anh sợ phải không? Người dân riêng mình nó kìa nó sợ. Bộ công an nó dí à đi. Bữa nay trang bị hai cái thùng công an, bữa nay trang bị hai cái thùng hai bay. Cao ấy.